Vâng, em cũng chạy bởi vì chạy lớp đấy tặng lắm thì em không có thời gian. Không chạy mất mong chạy hay sao? Danh muốn kiếm tiền online MMO. Người yêu em biết không, vẫn say đắm trong lòng.
thời gian trôi xa, tình vẫn trao lời phía ta. Khi em thấy có đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về với kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim còn vẫn nhớ thương. Mang bóng đêm vô tình về với kiến trong tâm hồn, hãy nghe trái tim thật là yêu thương. Hoặc người có nhiều thời gian dành muốn kiếm tiền. Mai đồ bị đâm mây. Nghe hồi nãy tôi đi đặt đồ ăn xong đã rồi. Anh cho hai kêu âm nhạc. Trời. Đớp này. Không. Để. Xin mọi người. Thân chân. Không. Buồn. Nóng quá. Mọi người nhắn tin cho em liền đi ạ. Alo. Các người nhắn tin liền cho em đi rồi em check tin nhắn em hướng dẫn nha.
nào chơi thì nhanh tay ạ. Mọi người vào trễ là không có thấy like đâu. Ai vào trễ không có xem được like nha. Kèo em lên luôn nha các anh ơi. Kèo em lên luôn nha. Dạ anh Cường Bùi ơi, hôm nay là tổng mà từ hôm nay sáng giờ tới nay là 6 lần rồi. Một ngày ít nhất là sẽ 2 lần nha. Còn ngày nào nhiều như ngày hôm nay là 6 like đó. Ở trong đó tí nữa là em sẽ like trực nha. Tí nữa em like trực nha. Không kết bạn nhắn đăng ký vào Zalo em check liền nha. Chuyển khoản xong chụp deal em gửi lên vào xem liền nha. Không kết bạn anh Hưng ơi. Anh ơi nhắn tin cho em thì đừng kết bạn nha. Anh nào chơi nhắn tin đăng ký rồi em sẽ tin nhắn vào xem ạ. Xem em like thì đăng ký luôn nè. 0927 375 432 0927 375 432. Đúng rồi, đúng 1 tháng tính từ ngày hôm nay anh. 1 tháng của anh sẽ được tính từ ngày hôm nay nha. Rồi chốt kèo với Zalo nha. Chốt kèo Zalo nha các anh ơi. Ai cho em ký liền đi nào. Em like luôn nha mọi người ơi. Đó, anh nào chơi thì đăng ký nè. Em like luôn nha cả nhà ơi. Nè, tin nhắn của em nè. 23:30 em like nha. Nhìn thấy lịch like chưa má? Nhìn thấy lịch like chưa? Nè, nhóm uy tín nè. Nhà em là phát like trực tiếp nha. Phát like trực tiếp nha. Anh nào xem em thì đăng ký liền ạ. Đây nè, sáng giờ 3 kèo nè. Buổi chiều có 3 kèo nè ha. Xem like nè, phát trực tiếp nè. Đăng ký nhanh tay nha các anh ơi. Chuyển đúng 300 chụp bill cho em là em gửi link vào lớp xem em like luôn nha. Em chúc kèo em like chụp nha các anh ơi. 0927 375 432 Ai xem em like. Đăng ký nhắn tin qua Zalo anh ơi. Nhắn tin qua Zalo xem bên Zalo nha. Xem bên Zalo nha các anh ơi. Đúng 23:30 em like. Đúng 23:30 em like nha. 0927 375 432. Em không kết bạn nha, nhắn tin giùm em. Ai chơi nhắn tin vào lớp giùm em sẽ tin nhắn liền. Chuyển khoản trực tiếp vào xem. Em lên like luôn. Đây em quay lại cho các anh xem lớp nhà em nè. Anh xem lập dạ ok nè. Anh nào thật sự, anh nào mến em, anh nào muốn xem em thì vào ủng hộ nha. Em không kết bạn vẫn nhắn tin được anh ơi. Không kết bạn vẫn nhắn tin được nha. Em không chặn tin nhắn người lạ. Khi nào anh chuyển khoản cho em thì em mới kết bạn. Em gửi lên vào lớp chứ bình thường em không kết bạn đâu. Dạ mặt em đây nè anh gì nè.
Em vì mới kêu em quay mặt coi đâu rồi. Em mất tiêu rồi. Alo, ai chơi nhanh tay đăng ký lẻ đi ạ. Của em sau 24 giờ mới được. Không, bây giờ người ta chuyển 24 trên 24, chuyển hợp pháp qua liền. Chuyển hợp pháp bên đó bảo ấn xác nhận một cái là bên này nhận liền. Chứ làm gì có ai bây giờ chuyển hết sang ngày hôm sau mới nhận. Không có nha, khi nào em nhận được tiền thì anh mới được vào. Anh nào xem em like trịch thì inbox qua Zalo em trên màn hình. 23:30 em chốt kèo like. Không kết bạn nhắn đăng ký qua Zalo em check liền nha. 0927 375 432. Nè anh này, em vừa duyệt vào lớp, vừa chuyển cho em, vừa duyệt vào lớp xong nha. Vừa xong nè. Nè lớp uy tín nha. Lắm các anh cứ nhắn tin là vào lớp đi rồi em check nha. Chân nột vậy. Anh ơi em trắng từ đầu tới chân. Em trắng ngớt từ đầu tới chân. Em trắng từ đầu tới chân. Em like nha anh Võ Văn Đăng ơi, em like nha. Em like ạ. Cảm ơn anh admin nha. Thank you admin Vigo. Trời ơi, cho em like một chút xíu thôi. Năn nỉ. À tìm em ơi. Dạ muốn biết chi tiết nhắn tin cho em. Anh nào muốn biết chi tiết nhắn tin cho em đăng ký vào số Zalo em check liền. 10 phút nữa em like nha. 0927 375 432. Không, 927 375 432. Dạ anh ơi, 23:30 em like. Tin nhắn của em, nick Zalo em đang xài là nick cô Ngọc. Tin nhắn của em ghim. Anh này vừa chuyển cho em vừa vào nè. Tin nhắn ghim của cô Ngọc 23:30 xem like thấy không? Các nhìn thấy không? Nhắm máy tín nha, đến thấy không? Rồi nhanh tay giùm em, anh này vừa chuyển em vừa duyệt vào lớp liền nè. 23:30 là còn có 9 phút nữa thôi. 9 phút nữa thôi là like rồi nha. Các anh vào trễ là các anh không có xem được like đâu. Nhanh tay đi mọi người ơi, mọi người vào trễ là mọi người bị hụt like của em đấy. Anh vào lớp em rồi, lớp em đi tím. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn nha. Anh nào xem em thì nhanh tay đi ạ. 9 phút nữa em like rồi. Dạ chúc kèo like trịch nha anh ơi, chúc kèo em like trịch luôn nha. Nhắn tin đăng ký gửi vào Zalo em chết đi nhắn liền. Dạ anh Trần Bảo 300 một tháng nha anh Trần Bảo ơi, 300 một tháng. Một tháng 30 ngày sẽ tính từ ngày này. Tính từ ngày hôm nay nha. Tính từ ngày hôm nay nha các anh ơi. Thank you.
rồi, em bảo là em trắng từ đầu tới chân mà không tin à. Like hàng ngày, đúng rồi anh Chú Thợ Điện ơi, like hàng ngày. Một ngày sẽ có từ Trần Bảo ơi nhắn tin đăng ký qua Zalo em gửi cho nha. Em hướng dẫn cho anh xem bên Zalo luôn. Em đặt số cho nè. Nhắn tin đăng ký em hết 0927 375 432. Anh nào vừa chuyển nè, nhắn tin đăng ký gửi vào số Zalo em rồi em gửi cho số tài khoản. Anh nào chưa thì chuyển liền giùm em, 7 phút nữa em like rồi. Đúng rồi, like hàng ngày luôn anh Chú Thợ Điện, đúng rồi. Like hàng ngày chứ. Em có nói là một tháng anh vào lớp nhà em á, là anh xem từ 60 đến 80 like. Anh ơi, anh nào chuyển khoản thì em mới kết bạn em gửi lên nha. Anh nào chuyển khoản xong, có em và có hơn 20 bé nữa. Chuyển khoản xong chụp bill em gửi link. Có link bấm tham gia dùm em là vào lớp luôn nha. 23:30 xem like nè. Thấy tin nhắn của em không? Anh nào vừa chuyển nè. Ai chuyển chụp bill nha. Nè. Nè em báo mọi người là chuẩn bị xem like nè. Em báo mọi người nè. Chuẩn bị. Mẹ biết sai nữa chứ. Chuẩn bị xem like nè. Sắp like rồi nha các anh ơi, 6 phút nữa like rồi. 6 phút nữa em chốt like rồi ạ. 6 phút nữa em chốt like rồi. Em chốt kèo like chịch nha. Anh nào xem em thì nhắn tin đăng ký vào Zalo giùm em gửi số tài khoản, chuyển 300 chụp view em gửi link vào luôn, xem liền bây giờ nè. Còn 6 phút nữa thôi. 23:30 là còn 6 phút nữa thôi em chốt nha. Bắn lên mặt em á hả? Dạ đúng rồi, tí nữa em like nha anh Tony Nguyễn ơi. Dạ tí nữa em like tình yêu ạ. Tí nữa em like nha. Alo alo. Anh nào đang đứng thì vào luôn nha. Có diễn viên nam like một nam một nữ. Đã gọi là like ịch là phải có một nam một nữ cho anh. Khi nào kêu like móc quá thì mới một người. 5 phút nữa like nha. 5 phút của em tắt like nha. Trịnh Đảm ơi chuyển qua đâu anh ơi, chuyển hồi nào? Chuyển xong chụp view cho em. Chuyển qua cho ai? Anh nào chuyển xong chụp view em, em tin nhắn đã xem thì em gửi cái link, bấm vào cái link là vào nha. Em đọc lại Zalo nè, 4 phút nữa em tắt like. 4 phút nữa em tắt live video chốt kèo nha. Anh nào mình xem thì mình cứ nhắn là đăng ký gửi vào Zalo em hướng dẫn. 0927 375 432. Dạ ngon quá em. Dạ em cảm ơn. Anh nào xem em thì mình đăng ký lẹ đi ạ. 4 phút nữa em like rồi. Không có demo. Demo đây nè người đây nè. Như thế này là cũng thấy được, biết được 50% rồi đó. Người đây nè, còn demo gì nữa. 4 phút nữa em tắt like nha các anh ơi. Anh nào chơi nhắn tin cho em, anh nào chuyển xong vào xem liền nha. 4 phút nữa, 3 phút nữa. Xem em like trực trực tiếp, nhắn tin vào Zalo cho em. Like trực trực tiếp, nhắn tin vào Zalo cho em. Đăng ký. Em gửi thông tin, chơi thì chuyển khoản 300. Chụp bill em gửi lên vào liền.
số em trên màn hình màu cam nha. Em chuẩn bị tắt like đây. Anh này vừa chuyển cho em xong là em vừa dệt vào lớp nè. Vừa xong nha, 23:30 xem like nè. Còn mấy phút nữa là like nè. Mà anh thấy thành viên trong nhóm comment không? Rồi nhanh tay nha. Cái này là like busy. À, like bú lờ. Rồi xong đó là mình ịt nhau, ví dụ 69 bắp gây rồi cưỡi ngựa gì gì đó đó tùy theo nhá. Em đọc lại số Zalo nè. Nhắn tin đăng ký em check nha. 0927 375 432. Anh nào xem thì nhắn tin cho em, anh nào chuyển khoản chụp bill vào xem luôn nha. Anh nào chuyển khoản chụp bill xem luôn nha. Dạ 2 phút nữa, em chuẩn bị tắt like đây. 2 phút nữa các anh vào lớp em xem nha. 2 phút nữa là like rồi. Ok chưa cả nhà ơi? Nói chung là em cho mọi người xem mặt em để có hứng tí thôi. Ok chưa? Mình lại được không? Alo alo. Rồi anh kia vừa chuyển cho em xong nè. Tới giờ like rồi mấy anh ơi. Tới giờ like luôn rồi. Tới giờ like rồi nè mọi người. Đây, anh này vừa chuyển cho em vừa vào xong nè, nhà em chuẩn bị like nha. Đây nha, nhà em chuẩn bị like nha. Lịch game nè, em chuẩn bị tắt like nha. Em chuẩn bị chốt like nha. Anh nào chơi thì nhắn tin. Anh đăng ký gửi vào Zalo rồi mem anh này vừa chuyển nè. Em nhận tin nhắn em hướng dẫn chuyển khoản xong chụp bill nha. Em vừa duyệt vào lớp nè. Chuyển đúng 300 chụp bill cho em vào xem liền nha. Em like chịch, em chúc kèo like chịch nha mấy anh ơi. Em chúc like chịch nha, còn anh nào không? Giờ vào xem liền nha. Giờ vào xem liền nha. 0927 375 432. Rồi ok chưa mấy anh ơi, em tắt like nha. Em tắt like nha, anh nào chuyển thì vào xem nha, còn anh nào chưa có số không? Còn anh nào chưa có số vào luôn không? Anh nào chuyển vào xem liền bây giờ nha. Tới giờ rồi, em tắt like chút kèo đây ạ. Alo. Không có xem trước đâu, rồi em tắt like nha. Nhắn tin anh đăng ký gửi vào số Zalo này giùm em. Chuyển khoản đúng 300 chụp cái bill em gửi lên vào lớp xem liền bây giờ. Like chịch nha, em like luôn. Em đọc lại số một lần cuối cùng thôi. 0927 375 432. Rồi em tắt like đây, về Zalo nha. Chốt kèo Zalo nha các anh ơi. Các anh nhắn tin qua số Zalo đó giùm em. Đăng ký inbox vào đấy giùm em nha. Rồi em tắt like đây.
Của em có bị giật không, bị ấy không, là sao máy tính lại mất mạng rồi? Kiểu gì vậy, sao máy tính của em có bị đau không, sao máy tính lại mất mạng?
giống mấy bạn bán TV LCD bên siêu thị ra sao? Mẹ anh hay mất gì nhé? Em tắt con mẹ nó mồm tắt tiếng anh luôn. Tao LCD kệ con mẹ tao. Ngứa mồm cứ phải sủa lên hả? Sủa những câu và khiến người khác khó chịu.
Thank you.
Cái gì cũng được, mọi người đừng có đợi một nỗi đau của em có được không?